Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15 tháng 3, toàn tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết nắng cả ngày, cường độ nắng khá mạnh. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, hiện khu vực tỉnh đang chịu ảnh hưởng chủ yếu của áp cao cận nhiệt đới trên cao, nên thời tiết có xu hướng nắng nhiều, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi 31 đến 33 độ, thấp nhất 25 đến 27 độ. Tại thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 3 năm 2022 cao nhất 378 cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất 140 cm xuất hiện lúc 6 giờ.